Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Quyết lòng mở đạo dạy đời A Nhâm Vương Lộc Gia, ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trần Như, A Đường Nếm Hương Vị Hữu Dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sử về ý nghĩa câu pháp của kinh số 279. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn tiếng hóa. Dạ, con kính nhân bích đánh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thammay, Nam Mô Sanghay. Một tuần trôi qua đi thật mau, và còn sống một ngày nào đó thì được nghe diệu pháp rất là quý báu. Và cái cách tiếp cận diệu pháp của chúng ta, sự tiếp cận được diệu pháp, cái đường vào diệu pháp này, quý vị nghe lúc đầu rất là bỡ ngỡ và quý vị rất là phản ứng phải không? Nhưng mà không sao, nếu mà quý vị tiếp cận được thì con đường giác ngộ sẽ mở ra. Còn nếu mà cái cách tiếp cận giáo pháp của chúng ta chỉ trên cái khái niệm tục đế đó thì nó đem đến tai hại nhiều lắm. Cuộc sống thì cũng vậy thôi. Những thấy nghe ngửi đến đụng ngày hôm qua đã diệt đi rồi, và từ sáng đến giờ cũng diệt đi. Rồi chút nữa chúng ta lại chìm vào giấc ngủ say, và sáng mai chúng ta lại thức dậy, cái nghe thức dậy, cái nếm ngửi xúc chạm cứng mềm lại thức dậy, cái kinh nghiệm lại thức dậy, rồi cái chấp tôi ta lại thức dậy, rồi cái tham sân si cũng lại thức dậy, rồi chúng lại chìm vào ngủ say và rồi đến chết. Có đôi khi cái người học pháp cả đời, không học Phật pháp cả đời, chỉ ôm tam tạng kinh điển nhưng mà cũng chẳng biết về những cái khoảnh khắc này là gì, họ chỉ nói trên ngôn từ thì họ cũng không thể nào hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta đã từng kiểm chứng rất là rõ, và tham sân si sẽ không được đoạn diệt. Và chúng ta hãy để ý, thế giới chỉ có thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, màu mùi vị âm thanh và tứ đại bốn bề. Nếu mà chúng ta hiểu được đó thì chúng ta sẽ nhìn ra được các pháp. Bây giờ thì chúng con hãy để ân đức tâm bảo khi vào thời pháp ạ. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ lammassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ lammassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức tam bảo Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tập vô minh và phiền não. Ngài thật là xứng đáng là thầy của chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh, nhưng chỉ với ai có duyên lành được nghe và hiểu giáo pháp của Ngài. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức tăng bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thường cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hành thạc giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật và liễu ngộ được niết bàn. Con xin kính dâng phước báu đảnh lễ ân đức tam bảo đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia phước lành này đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ,
Các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an vui. Và nhất là kính chi phước báo này đến tất cả chư Phật tử ở gần, ở xa, xin quý vị hoan hỷ tùy hỷ phước báo này để cùng nhau phát triển tâm trí, để đạt tới nơi tịch tịnh, nhiễu ngộ được Niết Bàn, Đức Phật dạy. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch kia đại Đức Tăng, hôm nay chúng con xin chia sẻ câu kệ số pháp chủ cú 279 ạ. Câu con xin đọc hai lần ạ. Sappe dhamma anatta ti yada paññā yapassati attha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. Visuddhiya. Sappe dhamma anatta ti yada paññā yapassati attha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. Cái từ sappe thì chúng ta biết rồi, nó là một cái danh từ gọi là sappa, sappa, sappa chỉ cho tất cả, tất cả. Dhamma, dhamma ở đây là gì? Dhamma, cái nghĩa dhamma rất là rộng. Dhamma nó rộng đến mênh mông tất cả thế giới, của hữu vi, của vô vi. Vậy cái từ dhamma là tất cả các tính chất của pháp. Cái từ dhamma được gọi là 84.000 pháp uẩn và niết bàn. Nếu mà trong câu này nó phải được hiểu như vậy. Anatta tí, anatta tí, cái từ atta chỉ cho ngã, tôi. Nhưng mà cái từ anatta tí là chỉ cho cái từ vô ngã. Vô ngã ở đây tức là không có chủ thể, không có người kiểm soát, không có ai bắt được, không có ai bắt được cái âm thanh, nó đừng có diệt đi. Dầu là Đức Phật hay chư thiên hay phạm thiên, dầu là Đức Phật cũng không thể nào chọn lựa được âm thanh là mình phải nghe âm thanh tốt, mình không được nghe âm thanh xấu. Điều đó là không thể. Dầu là ai cũng không thể bắt được cái tai này, nó đừng có là lơi lương của cái nhĩ thức. Điều đó là không thể. Nhĩ căn chỉ là lơi lương của nhĩ thức, và nhĩ căn thì nó cũng không biết cái âm thanh. Đó gọi là anatta. Như vậy là âm thanh thì vẫn là âm thanh, nhĩ căn thì vẫn là nhĩ căn, và nhĩ thức thì vẫn là nhĩ thức. Nhĩ thức nó lương vào nhĩ căn, nó biết âm thanh, nhưng mà âm thanh thì không biết nhĩ căn, âm thanh cũng không biết nhĩ thức, mà nhĩ thức á, thì nó cũng không biết nhĩ căn, mà nó chỉ biết âm thanh. Và nhĩ thức nó không, không thể chọn được âm thanh, nhưng mà nó có cái tính chất là âm thanh in dấu như thế nào thì nó biết rõ như vậy. Đó là duyên sanh của nó, đó gọi là cái lý vô ngã của nó. Như vậy bây giờ có âm thanh không? Thì chúng ta phải đặt lại xem bây giờ có âm thanh không? Tại sao lại biết có âm thanh? Vì có nhĩ căn, vì có cái nghe đang sanh khởi. Như vậy, có âm thanh nhưng mà không có cái nghe, thì âm thanh đó cũng không thể nào sanh khởi được. Như vậy, đó là gọi là cái ý nghĩa vô ngã của nó. Như vậy là sappe dhamma anatta ti. Be anatta ti. Như vậy là thế giới này chỉ có âm thanh và cái nghe âm thanh. Không có con người, không có đàn bà, đàn ông, không có chư thiên, không có phạm thiên. Mà thậm chí là Đức Phật cũng chỉ là cái từ chế định của Pháp thôi. Như vậy tất cả chỉ có Pháp hữu vi và Pháp vô vi. Pháp hữu vi thì nó có một Pháp, nó có cái tính giác ngộ, đó là tuệ, trí tuệ, văn nhà. Về trí tuệ nó có từng cấp bậc, và đến bậc toàn giác thì cái trí tuệ đó liễu chi và tột bực. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ mới gọi là cái lý vô ngã của các pháp.
Phải không? Thật khó có người đến được giáo pháp lắm, dầu là chúng ta có theo nguyên thủy đi chăng nữa. Ý niệm về ngã nó che chắn hết. Quá khó phải không? Quá khó. Dầu hàng ngày pháp nó diễn ra, nhưng mà không dễ tiếp cận được với thực tại đâu. Chúng ta chỉ chạy theo con người này, con người kia chứ mà không bao giờ, nó không cho chúng ta biết được nó đâu. Phải hết sức tỉnh táo. Không dễ gì gặp bậc hiền chí được đâu. Và ở đời này nhiều người người ta lầm tưởng người ta là bậc hiền chí đó mà. Sách vở nhiều chưa phải là bậc hiền chí đâu. Người nào mà thấy được cái tướng của thực tại nó sanh khởi, người đó mới bắt đầu chớm mà thấy được bậc hiền chí. Vậy sati thamma anattati như vậy là tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã ở đây tức là không chủ thể, không có ai điều khiển được. Vậy người nào nói rằng là chánh niệm đi là đi đâu? Không phải, mà phải hiểu duyên của chánh niệm là gì thì mới là đúng. Tất cả phải đều phải hiểu duyên của các pháp sanh khởi thì người đó mới được gọi là người hiền chí, các bậc hiền chí. Còn cái người nào nói chánh niệm đi, tu tập tứ niệm xứ đi, quán pháp đi, quán thọ đi, quán thân đi, quán tâm đi, không có đi đâu cả, nhớ như vậy. Nếu mà có được một phương pháp thì tất cả thế giới này không còn một hình bóng của chúng sanh. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì đã có phương pháp thì tất cả chúng sanh đều giác ngộ niết bàn hết, bởi chúng sanh ai cũng sự khổ đau hết. Nhưng mà không phải như vậy. Các pháp chỉ sanh khởi bởi duyên của chúng. Và càng hiểu ra lý vô ngã thì người đó lại càng giác ngộ, cái trí tuệ nó mới càng giác ngộ. Điều đó là lạ kỳ của giáo pháp, đó là sự vi diệu của giáo pháp, chứ không phải là đi theo một phương pháp được gọi là hiểu giáo pháp. Không phải. Bao lâu không thành vấn đề, nhưng mà trí tuệ nó không thể hiểu về khái niệm, nó không thể hiểu về quá khứ, không thể hiểu về tương lai, mà trí tuệ nó chỉ hiểu các pháp đang là. Các pháp đang là gì? Bây giờ đang có cứng, có mềm, có xúc chạm, có nghe, có tham, có sân, có bực bội, có khó chịu. Những cái đó chúng ta cần phải hay biết. Và lúc nào cũng có pháp đang sanh khởi. Panya. Panya giá, tức là cái từ Panya chúng ta chỉ cho gì? Chỉ cho trí tuệ, tuệ giác. Vasati tức là thấy. Sự thấy này, cái từ mà Vasati thấy ở đây tức là thấy bằng tuệ chứ không phải thấy bằng bằng mắt. Thấy bằng tuệ chứ thấy bằng mắt. Nhưng mà chúng ta để ý đó, cái từ Vasati này với cái thấy của cái con mắt á, và nó liên quan đến nội ý rất là quan trọng. Nên là chúng ta để ý là cái tâm si đó bao giờ nó sanh khởi nó cũng chụp cái con mắt lại. Nhưng mà cái tâm trí tuệ nó sanh khởi thì cái con mắt với nội ý, hai cái này nó kết hợp với nhau rất là sáng rõ. Cái thấy của chúng ta cũng thấy rõ mà tâm ý của chúng ta nó cũng rất là rõ ràng. Như vậy cái từ Panya Giá Pasati tức là chỉ cho cái trí tuệ thấy tất cả pháp là vô ngã. Để xuất ra mấy cái từ thì thấy rõ ràng đúng không? Cái từ áp tháp áp tháp là chỉ cho đây, ở đây chính. Nipindati chỉ cho cái sự nhàm chán. Ly tham
từ chối, buông bỏ. Dukkha là chỉ cho cái sự khổ. Cái sự khổ ở đây tức là cái sự sanh diệt của các pháp hữu vi. Esamago, Esamago chỉ cho đây là cái con đường, đây là cái con đường, đây là con đường nào? Con đường Bát Chánh Đạo, con đường Tứ Niệm Xứ, hay con đường Tứ Thánh Đế, hay là cái con đường Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo. Và chúng ta nhớ 37 phẩm trợ đạo này, tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ nó cũng đầy đủ, mà tu tập bốn chánh cần nó cũng đầy đủ, tu tập như ý túc nó cũng đầy đủ, chứ không phải là cần phải tu tất cả. Esamago Visuddhiya, Visuddhiya tức là cái con đường thanh tịnh, sự thanh tịnh tâm, thanh tịnh được phiền não. Như vậy cái con đường, hãy đi theo cái con đường quán về các pháp là vô ngã này, để thấy chúng là rỗng không, chúng là vô nghĩa, để ly tham, để đoạn diệt. Nếu mà trí tuệ nó thực sự hiểu thì chúng ta thấy ngày nào nó cũng chỉ có mấy cái âm thanh, rồi là nghe, rồi nó cứ vẽ vời là thành người này người kia. Có những cái âm thanh thì chúng ta bực mình, có những cái âm thanh thì chúng ta suy nghĩ về, có những âm thanh thì chúng ta suy nghĩ về ai, vân vân. Chỉ có những cái đó thôi. Hàng ngày chỉ có mấy cái sắc màu in dấu vào rồi lại thấy. Như vậy chúng ta thấy chúng ta đam mê và chúng ta thích thú, chúng ta nắm giữ, chúng ta muốn thấy là không thể tưởng tượng được. Chúng ta rất muốn nghe, mặc dầu chúng ta không thích nghe những cái âm thanh mà mình không thích, nhưng mà chúng ta vẫn muốn nghe. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái nghe là khổ, cái thấy là khổ. Không có cái nghe, không có cái thấy thì làm gì có tham, có sân, có si, có vô minh, có tà kiến. Nhưng mà không có ai có thể kiểm soát được cái nghe và cái thấy. Khi chúng có duyên, chúng sanh khởi. Và chúng sanh khởi là chúng hoại diệt. Đó, cái ý nghĩa vô ngã là như vậy. Và ở đây được Ngài dịch theo cái thể văn xuôi là gì? Tất cả pháp là vô ngã. Tất cả pháp vô ngã ở đây không phải là chúng ta nói rồi đó, nói cái từ vô ngã là nó giác ngộ, không phải. Mà chúng ta phải hiểu được pháp trong đời sống hàng ngày. Tức là từ lúc mà chúng ta dậy cho tới lúc đi ngủ, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có chánh niệm và chúng ta chợt nhận ra là hết những cái tâm hành này nó nghiệp, rồi đến cái tâm kia, rồi cái tâm nọ, nó cứ sanh và diệt. Cái thấy nó sanh rồi nó diệt, rồi cái tâm tiếp thâu quan sát đoán định, rồi là tham hoặc là sân hoặc là si, hay thiện hay bất thiện, rồi là tâm nó chìm vào hữu phần, rồi nó lại mở lộ ý ra, rồi nó lại tiếp tục, hay là lộ nhãn lại sanh khởi, hay là lộ tỷ lại thân khởi, hay là lộ thiệt lại sanh khởi, hay là lộ thân lại sanh khởi, rồi nó lại chìm vào hữu phần, rồi lộ tiếp nối lộ ý, lộ ý nó lại chìm vào hữu phần, rồi nó cứ mở ra, rồi đến lúc chúng ta ngủ say. Như vậy chỉ có những cái khoảnh khắc của tâm nó tiếp nối từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác, cho đến khi nào vô dư niết bàn thì thôi. Không có một cái con người cụ thể ở bất cứ khoảnh khắc nào. Nếu như mà chúng ta thấy khoảnh khắc nghe lúc trước, bây giờ nó đâu rồi? Nó đã diệt tận rồi. Hay còn nói là nó đã vô dư rồi. Nó không thể sanh lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà chúng ta cứ ngỡ rằng nó sanh lại.
vì cái tưởng. Do đó chúng ta cần phải biết được, cần phải hiểu được để mà phá hủy cái tưởng, cái lý bít tá của nó. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là tất cả pháp là vô ngã. Khi nhận thức được điều này bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ đau. Đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh. Khổ đau ở đây không phải là, là chúng ta nhớ là cái tầm thường mà cái người trí thấy khổ đau ở đây tức là thấy cái sự luân hồi, thấy rõ được luân hồi và nó cứ tiếp nối cái khoảnh khắc của tâm này nè, mà nó cũng chỉ kinh nghiệm mấy cái màu sắc âm thanh này thôi, chứ không có cái gì khác cái thế giới này cả. Và nó lại già bệnh chết, chứ không có cái gì hơn nữa. Chứ không phải là có tôi luân hồi trong đời sau hay ai luân hồi trong đời sau, mà nó chỉ có các cái quẩn này nó tiếp nối bởi vô minh và tham ái. Cái đó, cái chỉ thấy cái đó mới là thấy khổ đau với nhàm chán. Chứ còn mà chúng ta thấy bị ai đánh, bị đói ăn này kia đó, bị mất tiền, mất bạc này kia thì cái đó là nhiều người thấy lắm. Già chết này kia thì cái đó là thường lắm, mà có ai giác ngộ đâu. Cái đó không phải là thấy bằng tuệ, không phải là thấy khổ. Không phải là thấy khổ. Cái người nào thấy âm thanh du dương mà âm thanh nào cũng là khổ hết á, mới nghe đó mà âm tham nó chụp vô rồi, rồi nó đòi làm thịt người ta rồi đó. Cái đó mới là cái khổ của luân hồi. Cái khổ của luân hồi. Và chúng ta cứ nghĩ rằng có tôi luân hồi, cái đó là sai. Rồi cũng nghĩ là có ta trong đời sau nên tôi làm phước để đời sau tôi được hưởng. Ai hưởng? Không có đâu, chỉ có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và cái tâm quả tục sinh. Đó, nó cũng như khoảnh khắc này ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm mà thôi. Ngày mai cũng vậy, kiếp sau cũng vậy. Đồng ý không? Quý vị đồng ý không? Quý vị có đồng ý 100% cái điều này không? Nếu như chúng ta không hiểu điều này, chúng ta hiểu làm sao hiểu Đức Phật nói cái gì? Làm sao chúng ta xứng đáng là con của Đức Phật? Không có. Chúng ta tự ái với ai? Chúng ta tự ái với ai? Chúng ta tầm cầu trí tuệ hay là chúng ta tầm cầu tài sản? Chúng ta tầm cầu danh lợi hay chúng ta tầm cầu hội chúng? Hay là như vậy thì chúng ta có thực sự tu học không? Chúng ta có thực sự thấy giáo pháp của Ngài là vô thượng không? Chúng ta thấy đó, nếu mà có trệ đời pháp, nó mở ra ngay trước mắt của chúng ta thôi. Phải giác ngộ trước mới đắc đạo sau. Chưa có giác ngộ được pháp, làm sao mà đắc được đạo quả? Giác ngộ được pháp rồi cũng còn vô lượng thời gian. Chứ đừng có nói chuyện mà chúng ta nghĩ đơn giản. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trí tuệ nó chỉ sanh bởi duyên của nó, rất là chậm chạp và cẩn trọng. Bản chất của trí tuệ là như vậy, nó cần phải sự suy xét, thẩm định, điều tra và buông bỏ. Chứ không phải là chúng ta nghĩ nói chuyện sơ sơ ở trong kinh ra rồi nói cái này là chi này chi kia. Cái đó thuộc là rất đẹp nhưng mà chưa ăn thua gì hết. Chưa đâu, mấy cái từ ngữ đó còn phải thẩm xét rất là nhiều trong mắt tai mũi lưỡi thân ý, xem là Đức Phật dạy cái đó bây giờ nó có hiện khởi hay không. Đó, giác ngộ nó nằm ở chỗ này mới gọi là pháp vô ngã được. Như vậy tất cả pháp vô ngã ở đây chỉ cho gì? Là chỉ cho tất cả những pháp quẩn hữu vi, tức là 84.000 pháp quẩn và niết bàn. Niết bàn là không có một cái pháp nào có ngã cả.
Bởi tại sao nó không có ngã? Bởi vì cái cứng nó cần phải được thân thức biết nó. Chỉ khi nào thân thức nhận biết được nó và nó in dấu vào với cái duyên của nó thì cái cứng đó mới được biết. Đó là tính chất vô ngã của nó. Vì nó phải có duyên của thân căn và phải có thân thức để nhận biết nó thì cái cứng đó mới hiện khởi. Nhưng mà chưa hiện khởi đã thấy đàn ông, đàn bà, đã thấy đẹp, thấy xấu, đã mềm, đã ấy rồi, phải không? Điều đó là chúng ta thấy, là chúng ta thấy là cái sự mà khái niệm nó lên từ lúc nào rồi. Cũng vậy, cái nghe cũng vậy, chỉ khi nào âm thanh nó in dấu vào lỗ tai và cái nhĩ thức sanh khởi, nó kinh nghiệm cái âm thanh đó. Nên là có những cái âm thanh nó làm duyên cho giác ngộ, mà có âm thanh nó làm duyên cho địa ngục, có âm thanh nó làm duyên cho vợ chồng, có âm thanh nó làm duyên cho sự suy nghĩ, tưởng tượng. Và mỗi người đều nghe âm thanh và suy nghĩ khác nhau do duyên nghiệp. Vậy cái tính chất vô ngã của nó nên là đừng có bắt ai phải theo cái ý của mình, mà hãy giảng cái diệu pháp của Đức Phật cho nó sáng tỏ lên, để người ta sẽ hiểu được với cái nghiệp lực và với cái chi kiến của họ, họ sẽ đi trên cái đường này để ra khỏi sanh tử luân hồi. Người nào thuyết diệu pháp mà mong rằng người đó hiểu tôi, người đó làm đệ tử của tôi, tôi làm thầy của vị đó, đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Mà cái người đó chỉ nói lên cái tính chất của các pháp thì mới giáo pháp mới được trong sáng. Trong sáng, tỏ tường. Thực sự thì cái thế giới này nó rất là đơn giản, nhưng mà nó phức tạp là vì nó tham sân si và các đối tượng nó liên tục nó in dấu vào các căn môn này. Chứ bản chất của nó, cái cứng thì vẫn là cứng thôi, đâu phải đàn bà đàn ông đâu, không phải là sắt thép hay là này kia, mà cứng là cứng, mềm là mềm, vậy thôi. Và cái cứng thì không thể nào mà cái thấy cái tâm nhãn thức kinh nghiệm được, hay là cái thọ, hay là cái tưởng, hay là cái hành. Không phải, nó chỉ là một cái thức, nó kịp, đó là cái thân thức. Đó là tính chất vô ngã. Vô ngã nhưng mà nó có cái quy luật không thể thay đổi. Đó là cái bản chất của nó. Chính vì vậy mà cái người nào hiểu được thì mới đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Đó là tính chất vô ngã, phải hiểu rất là rõ. Như vậy nếu mà đã cái thấy đã do duyên đó rồi thì tất cả các pháp khác nó đều là hữu vi, nó chỉ khác vào những căn môn khác, thế giới khác. Thì rõ ràng giờ chúng ta mới hiểu thế nào là vô ngã chứ, đúng không? Là nếu mà cái thấy nó không diệt đi thì suy nghĩ về cái được thấy có mặt được không? Không thể được. Bởi vì cái thấy nó phải diệt đi thì cái tâm tiếp thâu, nó mới tiếp thâu cái hình bóng của cái đối tượng thấy đó. Rồi thì cái tâm tiếp thâu nó phải diệt đi thì cái quan sát đó nó mới quan sát về cái đối tượng đó là xấu hay là tốt, hay là hình thức màu của nó như thế nào. Cái tâm quan sát nó phải diệt đi thì cái động lực, cái tâm quan sát nó diệt đi thì cái tâm gì, tâm quan sát, rồi cái tâm khai ý môn, và tâm khai ý môn lúc đó nó chuyển thành cái gì?
đang chờ cái sự quên mất rồi. Thì đó mới cái tâm duy tác á, như vậy chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta ngủ thức dậy thì đó là một cái tâm duy tác, nội ý nó mở ra. Và nếu mà cái đường truyền, cái cảnh mà nó là cái đối tượng thị giác nó in dấu vào nhãn căn, thì cái đối tượng thị giác này nó chưa có phải là cái đối tượng của cái thấy, nhưng mà nó đã đập vào trong cái ý môn rồi. Và chính vì vậy cái ý môn nó mở ra một cái thì cái tâm khai ngũ môn về nhãn môn nó mở ra, đó là tâm duy tác. Như vậy tâm duy tác nó mở cửa các căn, và khi mở cửa các căn ra thì nó không còn là tâm duy tác nữa, mà nó là tâm quả của nghiệp. Nó là tâm quả của nghiệp. Và khi ba cái sát na tâm quả, tức là tâm thấy, tâm tiếp thu, tâm quan sát, nó diệt đi, thì này một cái tâm đoán định. Chính vì cái tâm đoán định này, tâm đoán định thì nó lại là bước đệm. Nó là cái tâm gì? Nó là cái tâm bước đệm, để mà nó vào động lực. Nó làm cái bước đệm này nè, để cho các cảnh trôi vào động lực. Và cái động lực, một là tham sân si nó sanh khởi, hai là thiện, hay là tâm duy tác của bậc A-la-hán sanh khởi. Như vậy thì nó phải tâm này nó diệt đi thì tâm khác nó mới sanh khởi được. Bởi vậy nó là vô ngã. Rồi tâm duy tác nó diệt đi thì tâm động lực nó diệt đi, thì chúng ta biết là động lực của phàm phu và của các bậc thánh hữu học toàn là động lực của gì? Động lực của tham và sân. Nhưng đặc biệt động lực của vị A-la-hán, động lực của phàm phu thì kể cả lúc chết hoặc là bậc thánh đệ tử thì cũng là, chưa có bậc A-la-hán thì khi lúc chết cũng chỉ là động lực thiện hay bất thiện. Nhưng mà bậc A-la-hán thì cái động lực an toàn là duy tác. Do vậy bậc A-la-hán chỉ có hai loại tâm là tâm duy tác và tâm quả. Còn phàm phu thì có bốn loại tâm. Do vậy phàm phu nó rất phức tạp. Mà các ngài thì sao? Nó ít có phức tạp, bởi vì các ngài có hai cái dòng tâm mà, tâm quả và tâm duy tác. Do vậy các căn của các ngài nó vô cùng là thanh tịnh. Như vậy tất cả các pháp này nó đều phải là do duyên sanh hết, không có ai làm gì được cả. Và cái người nào càng đi theo phương pháp nào đó thì đã đi lệch ra cái con đường chánh đạo mà Đức Phật dạy bởi duyên. Và chúng ta không có nắm được duyên đó thì không bao giờ có sự giác ngộ. Mà bắt đầu nắm duyên đó, pháp học của chúng ta phải thật là vững chãi. Và chúng ta phải biết được pháp sanh khởi, lời, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Chánh niệm nó có sanh được ở nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn được không? Có. Nhưng mà nó rất là yếu ớt. Nhớ là như vậy, nó không đủ năng lực cho tuệ quán, mà nó phải vào trong ý môn. Chứ nói rằng chánh niệm nó không sanh ở trong ngũ môn, điều đó là không đúng. Bởi vì nội nhãn môn cũng có thiện, cũng có bất thiện. Nhưng mà cái lộ mà nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn này đó, thì đôi khi đó là các cái bậc mà đại nhân như là Đức Bồ Tát đó, thì những cái lộ này đôi khi nó có trí rất là, cũng có trí nhiều, nhưng mà thường á thì nó rất là ít. Nên chính vì vậy mà chánh niệm tỉnh giác nó được sanh ở trong ý môn, là nói nên cái nghĩa của cái sự mà để đạt tới đạo quả đó. Vậy để chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không phân biệt được các cái môn và các cái tâm ở trên cái căn này á, thì không bao giờ chúng ta biết được lộ ý một cách rõ ràng.
mà không biết nội ý một cách rõ ràng, phân biệt vân minh, không bao giờ có cái chánh niệm tỉnh giác của tứ niệm xứ sanh khởi đâu. Nói thì nói chơi cho vui, nói rằng là nhiều người cứ nói rằng là Phật tánh cái này, tánh biết là thường hằng soi sáng này kia, mắc mệt quá à. Mệt lắm thưa quý vị, rất là mệt à. Nếu mà thực tại trong đời sống hàng ngày chúng ta không thực sự biết về chúng, mà chỉ dùng vài cái từ ngữ đó thì không có cách nào được hết. Không có cách nào mà để ra khỏi sanh tử luân hồi được. Tất cả pháp là vô ngã thì phải hiểu như vậy đó. Tất cả pháp vô ngã là chúng ta phải hiểu được duyên sanh của các pháp, nơi sáu căn này nè. Như vậy để cái pháp học của chúng ta tiệm cận cái pháp học như thế nào. Nếu mà chúng ta chưa gặp bậc hiền trí để chỉ ra cái con đường này, thì không có ai thoát khỏi được vô minh và tham ái hết. Nó lớn kinh khủng lắm, chứ không phải như chúng ta nghĩ đơn giản. Bây giờ thì có hàng tỷ người, hàng vô bao nhiêu người thuyết pháp, và những cái phương pháp thiền nó mọc lên như lấm mùa mưa. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật không phải như vậy. Không, không có như vậy. Giáo pháp này cần phải được chứng nghiệp hết sức tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Khi có tham sanh khởi, thì ngay sau đó, nếu không có chánh niệm tỉnh giác, thì chúng đã diệt đi hoàn toàn, và cái tướng ní mít tá của chúng đã cũng diệt đi nữa. Thì lấy gì để mà hiểu được tham? Vậy Đức, tại sao Đức Phật lại dạy cái phần quán tâm là như vậy đó? Vì chúng ta thấy rằng là không hiểu về mắt, tai, mũi, lưỡi nó kích cái gì, thì không thể biết được cái đường nào mà mò được mà ra khỏi sanh tử luân hồi được cả. Thì con trình bày một chút xíu ở đây thôi, bởi vì cái vấn đề đang nói chuyện ở trong này. Chút nữa thì con sẽ trình bày cái kia. Khi nhận thức được điều này bằng trí tuệ thì nhàm chán khổ đau, đây là con đường đưa đến sự tỉnh. Như vậy chúng ta thấy xuyên suốt cái con đường để ra khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có mỗi một việc là gì? Phát triển trí tuệ. Ngoài phát triển trí tuệ ra, không còn gì khác cả. Chúng ta hãy dành thật nhiều thời gian để phát triển trí tuệ, nghe và nghiên cứu thẩm sát về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Đó là con đường duy nhất, bao lâu không quan trọng. Và chúng ta nên nhớ, ở trước mặt của chúng ta có vô lượng vị A-la-hán, nhưng mà chúng ta chưa hiểu về thực tại, cũng không bao giờ có cái sự giác ngộ đối với chúng ta. Do vậy là ai giác ngộ, hãy để họ qua một bên. Chúng ta hãy đi đúng cái con đường bát chánh này đi. Tâm của chúng ta nó khởi được cái ánh sáng của trí tuệ lên rồi, tự nó dẫn đường ra luân hồi, chứ không có ai dẫn đường ra luân hồi được đâu. Không có Đức Phật hay là ai đó dẫn chúng ta ra luân hồi được đâu. Đức Phật chỉ cái con đường này nè. Mà các con hãy cẩn trọng suy xét nghe lời dạy của Ngài, và phải biết hết sức cẩn trọng, và phải khéo như lý tác ý, để mà con thẩm nghiệp cái giáo pháp từng chút một. Đó, đừng có dựa vào ai, đừng có ái luyến. Đức Phật không có dạy cái điều đó, mà hãy dành hết cái thời gian thì chúng ta mới hưởng được hương vị pháp bảo. Và cái câu kệ này được Ngài Thích Minh Châu dịch là: tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy. Có tuệ rồi nhưng phải quán nữa, chứ không phải là có tuệ rồi làm nó mất đi. Như vậy trí tuệ nó sanh lên, nó diệt đi, nhưng mà cái tính chất hiểu biết của nó thì nó còn mãi mãi đi theo chúng ta. Nhờ cái tính chất hiểu biết này nè, chúng ta sẽ biết phối hợp hiểu các nhân duyên tiếp theo, và các cái tầng tuệ nó lại tiếp tục sanh lên nữa, và cho đến khi mà nó liễu ngộ hoàn toàn. Đó mới gọi là với tuệ quán thấy vậy. Quán thấy vậy.
Quán thấy vậy là sao? Là quán thấy cái pháp chúng sanh và chúng diệt như vậy. Chúng ở nơi nào, chúng diệt ở nơi đó. Tức là sao? Sắc thì nó diệt theo sắc, thô thì diệt theo thô, tế diệt theo tế đó, trong thì diệt theo trong, ngoài diệt theo ngoài đó. Xa gần, quá khứ hiện tại vị lai đó, đó nó phải đúng cái con đường của nó. Thì quán như vậy đau khổ được nhàm chán, đau khổ được nhàm chán. Tại sao mà vị chi bậc chí thấy đau khổ mà chúng sanh thì thấy lúc nào cũng nhau đi tìm cái này cái kia không biết mệt? Bởi vì bậc chí thấy nó toàn là tứ đại, toàn là những cái thân mà trơ trụi thịt xương ở giữa đời, già chết bệnh tật và chẳng phải là ai cả. Rồi ở trong đó chứa toàn những cái sự vô minh, cống cao, ngã mạn, ganh tị, tật đố, bỏng xẻng, sang tham, ích kỷ, nhỏ mọn, đê hèn, thù hiềm, vô cớ. Đó. Và đụng tới, mà kể cả cái người tốt có đến với họ, họ xù cái lông lên đó. Cái bản chất của cái bất thiện là như vậy đó. Cái bản chất của chúng, chúng ta không thấy được cái điều đó là ác độc mà. Nên người bậc trí thấy được cái điều này và thấy đời này chúng chấp vào những cái bộ xương á, cho rằng tôi là của tôi, là tự ngã của tôi, không có cái gì hết, đúng không? Đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh, chính con đường thanh tịnh. Và cái câu, cái tích chuyện này thì có nhớ không lầm á, thì cả ba cái câu kệ là và cái bài kệ thứ ba này thì nó cũng đồng một cái tích, một cái sự tích như vậy. Cái gì là con nhớ rất là đúng, con đọc cái bài kệ này nó tới 10 năm rồi con vẫn nhớ mấy cái câu kệ này. Bài kệ thứ ba này nó cũng đồng một cái sự tích và nó chỉ khác một chút ít. Ở đây là Đức Thế Tôn biết Chư Tăng đã từng quen niệm cái đề mục phi ngã, nên Ngài dạy rằng: này các chư tỳ kheo, tất cả ngũ uẩn đều là vô ngã. Do ý nghĩa ta không thể điều hành gì được, nơi chúng ta chuyện này thì chư đại đức tăng và các Phật tử đã được nghe rõ rồi. Và Đức Phật đã dạy thế giới chỉ có năm uẩn được chấp thủ, và cái chấp thủ nó cũng chính ở trong uẩn đó. Khi do các cái điều kiện nhân duyên của chúng mà không có sự tỉnh giác, không có biết được cái con đường tứ thánh đế thanh lọc, nên là các cái đối tượng từ ngoài in dấu vào. Nếu mà thế giới này nó chỉ có một cái màu đen, cái tứ đại chỉ có một cái màu đen mà nó không có di động, nó không có chuyển động,
thì nó cũng không có gì để mà tham sân si nó sanh khởi cả. Nhưng mà không phải như vậy. Nó có vô lượng màu sắc. Bây giờ quý vị mở mắt nhìn đi. Vô lượng màu. Và màu chỉ là màu thôi, do chúng ta không biết. Nên là mỗi một cái thân ngũ uẩn nó có những cái màu. Hay là những cái sắc vô chi ở bên ngoài nó có những cái màu. Và chính vì điều đó, những cái màu này nó in dấu lên cái thức này, mỗi cái thức nó bắt những cái đối tượng khác nhau đó. Chính vì cái thức nó sanh khởi, bao giờ tưởng nó cũng sanh khởi. Do đó mà chúng ta cảm thấy thế giới này rất là lung linh, màu nhiệm, huyền ảo. Vô minh nó luôn luôn đi kèm ở sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, từ kiếp này qua kiếp khác. Nó chỉ bám đuổi ở theo sau đó, chẳng có gì cả. Quý vị có thích tiền không? Có thích xe hơi, có thích nhà lầu không? Có thích những cái thân tứ đại đẹp đẽ đi lởn khởn ở ngoài đường không? Nó là ai vậy? Nó chỉ là đối tượng thị giác thôi. Khi nào mà bất cứ khi nào mà chúng ta chánh niệm được, chúng ta hiểu được, bất cứ khi nào thấy sanh khởi, chúng ta hiểu đây là đối tượng thị giác. Đây là đối tượng thị giác, đây lại là đối tượng thị giác, đây cũng lại là đối tượng thị giác. Liệu rằng cái đó có phải là trí tuệ không? Nếu như chúng ta nhận biết ra được điều đó, đó chính là pháp bảo, đó chính là sự xả ly ở đó, đó chính là ly tham ở đó thôi. Các căn tiếp xúc với các trần ở đó nói cho bạn biết bạn có phải là người tu hay không. Ở đó nói cho bạn biết bạn có phải là người trí tuệ hay không. Chúng tôi nói như vậy, ngày mai chúng tôi gặp quý vị, chúng tôi sân lên, quý vị nói, ơ hôm qua ông nói pháp như vậy, hôm nay ông sân lên. Quý vị đã nghĩ rằng đó là một ý niệm về ngã của quý vị rồi. Sân không thuộc về ai hết. Vị thánh tu đầu nguồn cũng không thể nào ngăn cản được tâm sân. Mà dầu là Đức Phật, Ngài không còn tâm sân, nhưng Ngài cũng không thể nào ngăn cản được tâm sân của chúng sanh. Cái hiểu pháp của chúng ta toàn bị chấp ngã hết. Thì làm sao mà hiểu được vô ngã? Ngay từ đầu chúng ta không hiểu được vô ngã, thì cái kết cục của chúng ta là gì? Cái kết cục của chúng ta là cái nhà tù. Dầu chúng ta có tu cách nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi. Điều đó là chắc chắn. Và thế giới này chỉ có thế, có âm thanh thôi. Và cái nghe âm thanh thôi, không còn gì khác cả. Và âm thanh thì nó có nhiều không? Nó nhiều thì không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà nó cũng chỉ có một. Chỉ âm thanh nào nó in dấu vào khoảnh khắc đó, cái nghe sanh khởi và diệt đi. Và nó diệt đi vĩnh viễn, âm thanh đó cũng diệt đi vĩnh viễn một lần một trong vòng sanh tử luân hồi. Âm thanh khác lại là một, từ không rồi trở một, một lại trở về không, từ cái không rồi nó lại có, từ có rồi nó lại không. Thì chỉ có một và không, rồi không lại một. Chứ không còn cái gì nữa cả.
Đó là tính sanh diệt của nó đó. Nó khởi lên là nó diệt liền. Bởi vì nó khởi lên nó diệt liền, nó chưa đủ hình thành cái gì cả. Ví dụ như chúng ta thấy là tham nó không thể chuyển thành sân được, sân nó có thể chuyển thành si được. Thọ hỷ thì nó không thể nào là tham được, mặc dầu nó sinh với chung với tham, nhưng mà tính chất của nó sanh lên khác hoàn toàn. Đó là tính chất vô ngã của nó. Thế nó hiện khởi lên thì nó hiện khởi lên như vậy thôi, và nó diệt đi thì nó mất đi thôi. Như vậy nó hiện khởi như nào thì nó diệt đi như vậy. Ai có thể kiểm soát được? Ai có thể kiểm soát được cái thấy, cái nghe? Liệu rằng ngày mai các bạn có thể nào biểu mình được nghe âm thanh như thế này, như thế kia không? Không, nó chẳng tùy thuộc vào ai hết. Nó chỉ tùy thuộc vào duyên thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều, ngày mai thức dậy thì không có âm thanh thức dậy, thì cái mùi cũng thức dậy, vị cũng thức dậy. Bởi cái tâm nhận biết, nghe này thức dậy, lén thức dậy, thấy đối tượng thị giác lại thức dậy, suy nghĩ lại thức dậy, cảm thọ lại thức dậy, tôi ta lại thức dậy, đàn bà đàn ông lại thức dậy, vô minh lại thức dậy, tham ái lại thức dậy. Nhưng mà có điều rất ít có người có trí tuệ và chánh niệm thức dậy. Phải không? Chúng ta thấy sáu căn này á, không có dễ dàng gì mà nhận ra được các pháp đâu. Nhận ra là sao? Nhận ra là phải tách biệt, tách riêng cái thế giới của chúng ta, cực kỳ khó. Cái thấy không nhận biết được rõ ràng là bất cứ nào thấy chỉ là đối tượng thị giác, bất cứ khi nào nghe chỉ là âm thanh, bất cứ khi nào ngửi chỉ là mùi, bất cứ khi nào đến chỉ là vị, và không có ai chọn lựa gì được ở trong đó cả, thì làm gì có tôi và của tôi, là tự ngã của tôi. Bất cứ khi nào xúc chạm là cứng mềm nóng lạnh. Và rồi suy nghĩ thì nó suy nghĩ về sáu cái thế giới này lận, và lúc đó cái suy nghĩ chúng ta chẳng biết nó suy nghĩ về thế giới nào, nó lộn tùng phèo hết, phải không? Chính vì vậy cái pháp học của chúng ta nó cần phải được minh bạch, thì cái vô minh này nó mới được chấm dứt, nó không có ảo tưởng về ngã nữa. Chứ còn lúc nào cũng tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm, mà không biết được rằng chỉ có cái thấy thấy, chỉ có cái nghe nghe, chỉ có cái pháp ngửi ngửi, chỉ có pháp nếm nếm. Cái vị nó có lếm được không? Cái lưỡi nó có lếm được không? Không. Có ai chọn được cái vị không? Mà có ai biểu cái vị hành nó chuyển qua vị tỏi được không? Không thể được. Mà đã không thể được thì làm sao chúng ta ăn vào? Chúng ta lại nói cái vị này không ngon, dở, tôi ghét nó, tôi bực bội nó. Có phải là chúng ta sai lầm không? Có phải là suốt cuộc đời, suốt vòng trầm luân chúng ta chỉ gì? Bây giờ chúng ta mới ngỡ ngàng là chúng ta chỉ tham với gì? Với đất, với cứng, với mềm, với nóng, với lạnh, với màu, với mùi, với vị, với âm thanh, với dưỡng chất, với cái vô tri vô giác. Để rồi chúng ta buồn khổ, bực mình, sân si. Mà đó là sự thật phũ phàng là như vậy đó. Phải không? Sự thật quá phũ phàng. Nhưng mà không đủ trí tuệ thì nó không cho chúng ta hiểu. Nhớ như vậy. Nó không bao giờ cho chúng ta hiểu. Quý vị thấy
Nhưng mà khi chúng ta nhận ra đối tượng thị giác, nghe âm thanh, chúng ta không bao giờ đi tìm pháp ở đâu hết. Phải không? Và lúc đó chúng ta rất là tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, và kinh điển là chúng ta sẽ hiểu thông. Và chúng ta nghe kinh điển một cách rất là kính cẩn, và chúng ta hiểu nó trong đời sống hàng ngày một cách dần dần đi đến triệt để, thì tham sân si nó mới đoạn diệt được chứ. Đâu có phải nói vài cái từ vô ngã đó là xong đâu. Không phải. Thấy như vậy chúng ta thấy có phải là do âm thanh mà chúng ta rất bực mình không phải không? Rất bực mình. Nên kể cả âm thanh Đức Phật, âm thanh Đức Phật thuyết pháp là tâm từ đầy đủ này, lời nói dịu ngọt như ca lăng tần già này, nhưng mà người ta vẫn ghét như thường, ghét cay, ghét đắng. Bây giờ nếu mà nói rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ, ai cũng thuộc lòng hết phải không? Nhưng mà tham sân si nó có bớt không? Bớt không? Không. Nhưng mà nói về cái pháp là thực hiện giờ, tham sân si nó bớt không? Bớt tức khắc liền. Chánh niệm nó nhớ về liền. Làm sao mà không thể được? Nếu mà chúng ta hiểu cái thấy thì chúng ta mới thấy mò ra được cái nhân duyên. Nếu mà không có nhãn căn thì cái thấy nó có sanh khởi được không? Như vậy là cái nhãn căn này nó có thấy được không? Nó không thấy được. Và tại sao cái nhãn căn này nó lại in dấu được cái đối tượng thị giác? Trả lời đi. Vì cái nhãn căn này nó là một cái tình sắc rất là trong sáng, và cái ảnh sắc của nó ở bên ngoài vào, nó phải được in dấu vào đó. Chính vì nó in dấu vào trong đó, cái đối tượng, cái nhãn căn này nó là một cái sắc thần kinh do nghiệp tạo rất là trong sáng như vậy, lên là cái tâm nhãn thức này nó biết một cách rõ ràng đối tượng thị giác. Dầu là đối tượng thị giác nó mờ ảo cỡ nào thì cái tâm nhận biết này nó vẫn rõ biết được cái đối tượng đó. Ví dụ chúng ta đi ban đêm, những cái đối tượng mờ này, nhưng mà tâm nó vẫn biết rõ, chứ không phải là nó biết rõ là cái này đang mờ. Chứ không phải là chúng ta tưởng đơn giản. Chính vì vậy Đức Phật mới nói là tâm là gì? Tâm này nó rất là trong sáng ở cái chỗ nào? Nhiều người hiểu lầm, cái người đó nói cái tánh biết trong sáng thuần tịnh sai. Cái tâm này nó biết trong sáng là nó biết bất cứ cái tượng nào, cái cảnh là trong sáng. Ví dụ như là chúng ta trộn lẫn 10 cái vị vào cái món ăn, chúng ta để lên lưỡi là cái tâm nó biết đầy đủ 10 cái vị đó. Đó là cái tính trong sáng của tâm đó. Rồi cái tham mà nó khởi như thế nào thì cái tâm nó vẫn biết được cái tham đó. Đó là cái tính chất mà nó biết cái cảnh pháp đó. Như vậy này, cái tâm dầu là bất thiện cỡ nào thì cái tính chất của tâm nó vẫn biết. Đó là cái tính trong sáng của nó đó. Không có hề thay đổi đâu. Như vậy, chính vì vậy mà tham nó sanh nên ai cũng biết tham hết. Nhưng mà có diệt được tham không? Bởi vì không. Là sao vậy? Là cái tâm nó biết trong sáng như vậy, nhờ biết như vậy đó, rồi bắt đầu sao vậy? Vị nào mà như lý tác ý đó thì cái tâm chánh niệm tỉnh giác bắt đầu nó mới dần dần thức tỉnh lên, có cái nhân duyên của nó. Rồi là nữa tiếp là sao vậy? Chính vì cái nhãn căn này, cái sắc của nó đặc biệt là nó do nghiệp tạo. Còn cái cảm sắc thì nó không do nghiệp tạo, mà cảm sắc này nó chỉ do âm dương nó tạo, sắc âm dương nó tạo. Hai cái duyên này nó khác nhau hoàn toàn. Đó là cái tính chất vô ngã của nó.
Và cái tâm này cũng vậy, cái tâm nhãn thức nó cũng do gì? Do nghiệp tạo. Nhưng mà cái tâm này, nghiệp nó tạo ra tâm là khác, mà nghiệp nó tạo ra nhãn căn để cho tâm lương nó khác. Vậy mới hiểu được nhân quả nghiệp chứ, đúng không? Như vậy chúng ta thấy mỗi một pháp nó đều có nhân duyên khác nhau thì rõ ràng. Chỉ cần hai pháp mà chúng ta đã tách biệt nó ra được nhân duyên rồi thì pháp khác chúng ta sẽ lần ra các cái mối của nó, thì chúng ta sẽ thấy được quá trình nhân duyên các pháp sanh khởi và hoại diệt. Như vậy thì chúng ta có cần phải ngồi thiền, có cần phải làm cái gì đó không? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có nghe diệu pháp đúng đắn từ bậc hiền trí, thẩm thấu và như lý tác ý. Không bao giờ có chuyện nào mà chúng ta làm cái gì đó để mà hiểu pháp được hết. Hiểu pháp chỉ có chức năng của trí tuệ. Mà trí tuệ là do duyên sanh. Mà duyên gì? Là nghe đúng diệu pháp và như lý tác ý. Hai cái pháp đó đã rất là rõ ràng. Người nào đi lệch cái con đường đó, dầu là thuyết pháp hay thế nào, thì nó cũng chỉ là ngôn từ thôi, không bao giờ đến bờ giác ngộ. Bởi vì cái tính chất vô ngã duyên sanh của nó, nếu mà vững được nó, thì không bao giờ có cái chuyện mà nếu ngộ được lý tứ thánh đế. Bây giờ chắc thời pháp của chúng con thuyết cũng sắp hết rồi hả? Mời quý vị thấy không? Quý vị cho thêm giờ, cái này nó đúng, cũng đúng như một một tiếng, 6 phút vậy đó. Nó quen rồi. Như vậy qua bài pháp ngày hôm nay thì nói về các pháp là vô ngã, thì chúng con trình bày với chư đại đức tăng và với tất cả quý vị là nói đến năm uẩn, hay là tất cả năm uẩn mà Đức Phật nói, dầu là năm uẩn của chư Phật, cái phàm thiên, hay tất cả các cõi, hay là nói đến tất cả 84.000 pháp uẩn và niết bàn, đều là pháp vô ngã, dầu là hữu vi hay vô vi. Như vậy là tất cả pháp không có ai có thể kiểm soát được. Vô ngã tức là không có sự kiểm soát, không có sự mà định đặt được các pháp, không có sự mong cầu được cái gì cả, mà tất cả nó đều phụ thuộc vào duyên sanh và duyên diệt các pháp mà thôi. Đó là con nói về tất cả các trong cái bài kệ này. Và ở đây thì con trình bày về cái pháp thực tại vô ngã là sao, tức là con trình bày về cái lột nhãn căn, lột nhãn môn, rồi đến cái lột ý môn. Thì từ cái đó chúng ta sẽ từ cái lột này qua lột kia, vì chúng ta sẽ thấy cái thế giới của nó như vậy nè. Tất cả những cái gì mà được thấy, được hình thành nên những cái nhà cửa này kia, đẹp đẽ này kia, nếu không có con mắt thì không có cái gì đẹp cả. Nếu không có cái thấy thì không có cái gì đẹp cả. Và nếu không có cái thấy thì không biết ai đây, đi đây, đi kia cả. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại thì những cái mà chúng ta thấy, người này đi, người kia đi đâu mất rồi? Nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó ở đâu vậy? Như vậy có ai đi đâu không? Không. Chúng ta tưởng rằng có người này đi đến đây, đi đến kia, không phải đâu. Chỉ có những cái danh sách này nó diệt, rồi nó lại tiếp nối một danh sách khác. Nó làm cái gió, nó tạo điều kiện cho một cái tứ đại, một cái gió khác. Nó nổi lên rồi nó lại diệt đi. Chứ không có cái con người nào đi đây đi đó làm ăn cái gì cả. Trong cái thực tại chân đế của nó không có cái chuyện đó xảy ra. Ngay bây giờ chúng ta nhắm đi, đối tượng thì đang ở đâu? Và cái ánh sáng nó có quan trọng, cái thế giới này nó có quan trọng hay không? Nó có được đi làm, đi ăn hay không? Thì cái con mắt của chúng ta nó không bị mù thì cái ánh sáng nó mới hữu ích. Và chỉ có thức này nó mới nhận biết được ánh sáng, và ánh sáng mới in dấu vào các căn của nó thôi. Cái nghe nó có biết được ánh sáng không?
Không, cái nghe nó có biết được màu sắc không? Không. Vì sao vậy? Vì cái thế giới riêng của chúng là khác, duyên sanh của chúng là khác. Rồi cái nếm vị nó có biết được ánh sáng không? Như vậy cái ý căn này nó có biết được ánh sáng không? Cái ý, cái tâm ý này nó có biết được ánh sáng không? Nó suy nghĩ về ánh sáng do cái nhãn thức này nó thấy, và cái tưởng đó nó, khi nó diệt rồi cái tưởng nó lại truyền tiếp nối vào những cái tâm sau. Thì cái nghe cũng vậy. Như vậy nếu mà cái con mắt này nó bị mù, xin thưa rằng cái tâm ý này nó cũng không bao giờ biết ánh sáng là gì. Đã rất rõ ràng rồi phải không? Vi diệu pháp nằm ở đâu vậy? Vi diệu pháp nằm ở tất cả những gì chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Và chúng cần được chứng nghiệm một cách đầy đủ trọn vẹn. Như vậy thì thế giới này đã rất là rõ ràng phải không? Không có con người, không có ai cả, mà chỉ có tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc, tâm chạm. Chúng sanh khởi do duyên và cứ diệt đi, rồi lại tâm khác sanh lên, rồi lại diệt đi, rồi cảm thọ phải không? Suốt ngày chỉ có năm uẩn sanh và năm uẩn diệt. Năm uẩn sanh rồi năm uẩn diệt, năm uẩn sanh rồi năm uẩn diệt. Kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác. Không có ai hết. Như vậy có đáng nhàm chán không? Có đáng ly tham không? Hay là còn mong ước gì nữa? Còn mong ước gì nữa? Nhà cửa nó tốt đẹp bao nhiêu nữa mà tâm nó không suy nghĩ về thì sao? Vợ nó đẹp cỡ nào chăng nữa mà tâm nó không suy nghĩ về, nó không thương về nữa. Thì vợ đẹp đó có ích lợi gì nó đối với nó nữa không? Không. Lúc đó nó còn hơn đống phẩm, hơn cái xác chết nữa. Bởi vì xác chết nó không còn ghét nữa. Nhưng mà cái người vợ đẹp đi chăng nữa mà cái tâm này nó không thích, nó ghét rồi thì thôi, nó ghét. Mà nó chán chường rồi thì thôi, nó ghét cay, ghét đắng. Nó thậm tệ mà thậm chí là nó muốn lấy dao nó giết, nó xẻ ra từng khúc, từng miếng cho nó đã nó kìa. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Có phải là suy nghĩ không? Suy nghĩ thì nó suy nghĩ về đủ thứ trên đời hết. Nhưng mà nó chỉ là suy nghĩ thôi. Chính vì vậy là cái chi tầm đó, nó là cái chân của thế giới đó. Mà tầm thì sao? Nó rất nhiều cái tà tư duy phải không? Vậy chúng ta không biết về nó đó thì nó rất là nguy hiểm. Vậy thôi. Như vậy không có chánh kiến là không có gì hết. Chấm hết. Vậy chỉ khi nào có trí tuệ, trí tuệ chính là chánh kiến mà trí tuệ nó tự biết vung bồi đầy đủ các pháp, chứ không có cái pháp nào mà nó vung bồi đầy đủ cả. Chỉ có trí tuệ nó biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, con đường nào đi về địa ngục, con đường nào đi về chi thiên, con đường nào đi về nhân loại, con đường nào đi về niết bàn. Rất là rõ ràng. Và chúng ta đã chìm vào khái niệm rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta phải lắng nghe nhiều về cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta mới bỏ được tham, bỏ được sân, bỏ được đi. Còn không thì giáo pháp sẽ biến mất trong nay mai. Bởi vì kẻ ngu là nhiều vô tận. Nhiều vô tận. Mặc dầu người ta không có ý định vào trong giáo pháp của Đức Phật để hủy hoại, nhưng mà người ta không có chí thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nó phải hư hoại thôi chứ. Nên là chúng ta là những người con Phật, hãy đứng lên, hãy đủ can đảm để đốt cái ngọn đèn, hãy thắp lên ngọn đèn mà Đức Phật trao cho mình, cái ngọn lửa chánh pháp đó, hãy thắp lên mà đi. Thì chúng ta mới đến bờ bên kia được. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nghẹn lẽ rồi, phước báo phát sanh lên.
Chúng con kính dâng đến tất cả chư Đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng Tứ Đại Thiên Vương, cập Thầy Tổ, các Bậc Hữu Ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Xuất Sinh Ngạc, Vị Phi Nhân, La Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm những ngộ được Niết Bàn. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu đạo quả, chứng được lý tứ thánh đế ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Với lời chân thật này, mong cho con đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn, giống như các bậc thánh tăng và các cư sĩ thánh chúng thuở xưa. Nam mô Bụt Thầy.